Cuộc chiến chống COVID-19 không chỉ là ở mặt trận bệnh viện mà còn rất nhiều mặt trận khác. Dù là cuộc chiến chống kẻ thù xâm lược hay cuộc chiến chống dịch bệnh, nơi đâu chúng ta cũng thấy sự dũng cảm của bộ đội Cụ Hồ, những người luôn gánh vác trọng trách đi đầu. Ăn lán ngủ rừng là có thật với những người lính biên phòng tại Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An. Những bữa cơm cũng trở nên đầy hiểm nguy khi giao tàu bay mọc xen kẽ với lá ngón. Như vừa rồi đấy, đây là anh em đi hái rau, nhưng là cũng có là rau cái cây lá ngón, là tôi đã chỉ cho anh em đây là cái cây lá độc, không ăn được. Lá ngón là cái loại, một loại lá rất độc, cho nên nó mọc xen kẽ giữa rau rừng và rau tàu bay, cho nên là anh em rất dễ nhầm, hái nhầm một hai lá là có thể ăn, là rất nguy hiểm rồi. Vì tôm là bạn, nắng mưa đường mòn đi đến quen mặt nhưng cũng không tránh được những rủi ro. Thời tiết ở miền núi thì thấy chị hôm nay thời tiết u ám, và từ Tết giờ chưa biết đôi giày là gì, toàn đi ổng với lại đi tổ chiếu đi ổng thôi, vì mưa ngâu, mưa phùn suốt. Còn đây là bức ảnh chụp lại bữa ăn vội của Trung tá Bùi Vĩnh Nam, công tác tại Cục Hậu Cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô, tranh thủ khi đang làm nhiệm vụ điều chuyển người nghi nhiễm từ sân bay về khu cách ly. Khi tôi nhận được cái bức ảnh của anh ấy ở trên Zalo ấy, thì đúng là lúc tôi đang ngồi ăn cơm. Thế thì thực sự mà nói là cảm thấy như là mình không nuốt được cơm nữa ấy. Ngày nào tôi cũng nhắn một tin là anh ơi thật cẩn thận nhé. Có những lúc nhắn là anh ơi thật cẩn thận nhé. Thật cẩn thận anh nhé, bởi những nơi các anh đến đều là nơi nguy hiểm, là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc nơi độc hại. Cứ nhìn những cơn mưa hóa chất mà binh chủng hóa học dùng để khử độc các ổ dịch trong suốt mùa dịch vừa qua là đủ hiểu. Nhưng vượt qua tất cả sức nóng của dịch bệnh, sự tăng chóng mặt của các con số thống kê, người lính luôn giữ trong mình sự vững vàng, bản lĩnh, dù đó là ở ngoài hiện trường hay trong phòng thí nghiệm. Trên bất kỳ mặt trận nào, họ luôn tâm niệm mình phải đi đầu, phải nhận trách nhiệm trước mọi thách thức. Nếu mà là nhà khoa học thì chỉ phản ứng trước một cái bệnh dịch mới thì nó là một cái thách thức nghiên cứu. Nhưng còn đối với một người lính ấy, thì lại là trách nhiệm bảo vệ quốc gia dân tộc. Và vì thế thì COVID-19 chính là kẻ thù của nhân dân, và việc của chúng ta là phải loại bỏ nó thôi.